Chào mừng các bạn đã đến với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin mời các bạn đến với bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, 28 tháng 2 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Philippe Jouzier lại tiếp tục chê dư luận Việt Nam trên báo Nhật. Huấn luyện viên Park Seo bất ngờ tạo hiệu ứng đáng nể khiến ông Philippe Jouzier bị lu mờ. Báo Thái Lan phản ứng sốc khi huấn luyện viên Park Seo trượt ghế nóng tuyển Hàn Quốc là những thông tin chính trong bản tin trưa ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, trong gần một năm qua thì hầu như là trước hoặc là trong mỗi sự kiện quan trọng của bóng đá Việt Nam cùng với ông Philippe Jouzier đều thấy xuất hiện bóng dáng của huấn luyện viên Park Seo, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Phải nói rằng là hiệu ứng huấn luyện viên Park Seo để lại trong lòng người hâm mộ Việt Nam, mặc dù là ông không còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, là cực kỳ đáng nể. Nó gần như là làm lu mờ ông Philippe Jouzier. Chỉ còn 3 tuần nữa là đội tuyển của chúng ta sẽ thi đấu 2 trận có ý nghĩa quyết định với đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ bảng F thuộc vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 khu vực châu Á. Và trong khi ông Philippe Jouzier thì đang khiến dư luận xôn xao vì chuyến đi Nhật, huấn luyện viên Park Seo cũng làm dậy sóng truyền thông Việt Nam bởi khả năng trở thành huấn luyện viên tạm quyền của tuyển Hàn Quốc. Và cuối cùng thì ông Park đã trượt ghế nóng tuyển Hàn Quốc. Không ai hiểu được vì sao ông Philippe Jouzier lại cất công sang tận Nhật vào những ngày này, trong khi V-League đang diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán và có đến 4 vòng đấu chờ ông thầy người Pháp theo dõi để tuyển quân cho 2 trận quan trọng với đội tuyển Indonesia. Thậm chí là nó quá quan trọng đến chiếc ghế nóng của ông. Tuy nhiên thì gần như chắc chắn ông thầy người Pháp sẽ bỏ lỡ 3 trên tổng số 4 vòng đấu của V-League và sẽ là một sự mơ mộng quá mức nếu như tin tưởng vào khả năng ông Jouzier sẽ mạnh dạn là mới đội tuyển sau thất bại nặng nề ở Asian Cup. Và nhớ lại trận thua thất vọng của tuyển Việt Nam ở Asian Cup trước Indonesia bao nhiêu thì người ta lại cảm thấy lo lắng bấy nhiêu cho triển vọng của đội bóng chúng ta ở hai cuộc đụng độ sắp tới với chính đối thủ này thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 ở khu vực châu Á. Bởi rõ ràng là tuyển Việt Nam không còn duy trì được ưu thế vượt trội trước đối thủ này như trước kia. Trong khi thì các học trò của ông Shin Tae-yong lại trở nên vô cùng đáng gờm với dàn cầu thủ ngoại kiều từ châu Âu. Trong những lúc như thế này thì cái tên Park Hang-seo lại được nhắc đến rất nhiều, bởi là trong hai nhiệm kỳ của chiến lược gia người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam, Indonesia là một trong những đối thủ ưa thích nhất của chúng ta khi mà tuyển Việt Nam cũng như là U23 đều có những chiến thắng tương đối dễ trước đối thủ này trong mỗi lần gặp nhau ở giải khu vực hoặc là châu lục. Còn bây giờ thì sao? Sau những gì mà ông Jouzier đã làm với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là tại hai lượt trận đầu tiên của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 cũng như là Asian Cup 2023, thì ít người có thể cảm thấy tin tưởng hay là lạc quan vào khả năng đội tuyển Việt Nam có thể có được kết quả thuận lợi tại Jakarta trong chuyến làm khách sắp tới tại chảo lửa Bung Karno. Hiện tại thì chúng ta đang xếp trên Indonesia trên bảng xếp hạng ở bảng F, nên chỉ cần không thua trước Indonesia ở hai lượt trận sắp tới thì chúng ta có nhiều khả năng là sẽ kết thúc vòng loại thứ hai với vị trí nhì bảng. Bởi là Indonesia cũng chỉ hòa Philippines, còn chúng ta đã thắng được đối thủ này ngay tại sân khách. Tuy nhiên thì nếu đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 hoặc là ít nhất là vào đến vòng loại cuối mà lại phải lo ngại cả những đối thủ đồng cân đồng lạng dạng như là Indonesia thì không thể tránh khỏi cảm giác là hụt hẫng, thất vọng. Bởi dưới thời huấn luyện viên Park Seo thì đội tuyển Việt Nam từng có nhiều năm nắm giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Song thì chỉ sau gần một năm ông Jouzier tiếp quản vị trí của huấn luyện viên Park Seo thì mọi thứ đã hoàn toàn khác. Vì thế người ta lại không thể không nhắc đến cái tên Park Hang-seo trong mỗi lần mà đội tuyển Việt Nam dưới quyền ông Jouzier chuẩn bị tập trung, đặc biệt là lại đối đầu với Indonesia. Lại nói đến ông Philippe Jouzier thì mới đây trong cuộc trò chuyện với tờ Bunsun của Nhật Bản, ông thầy người Pháp đã có những chia sẻ thẳng thắn của mình, đặc biệt là ông cho biết là dư luận ở Việt Nam chưa hiểu về bóng đá tập thể và chỉ thích cá nhân tỏa sáng. Bên cạnh đó thì ông có một số nhận định về tuyển Nhật Bản vừa qua. Đầu tiên thì chia sẻ về tuyển Nhật và huấn luyện viên Moriyasu, ông thầy người Pháp cho biết không có nhiều huấn luyện viên ngày nay thực sự là xây dựng được phong cách tập thể cho đội bóng. Pep là một trong số ít làm được điều đó. De Zerbi của Brighton cũng vậy.
vài người khác như là Inzaghi của Inter hay là Postecoglou của Tottenham, Erik ten Hag của Man United cũng có phong cách tương tự. Một số khác thì đề cao khía cạnh về tâm lý hơn trong việc là huấn luyện. Klopp của Liverpool giống như là Mourinho là kiểu huấn luyện viên đề cao khía cạnh cá nhân so với tập thể. Nói thêm về trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản vừa qua thì ông Philippe Jouzier cho rằng các cầu thủ Nhật đã ra sân mà thiếu động lực. Nếu đối thủ thực sự là khó chịu, tuyển Nhật sẽ giàu động lực hơn, khi đó thì sự cạnh tranh mới xuất hiện. Những cầu thủ tốt nhất trong đội sẵn sàng chơi bóng thì cả tập thể mới cống hiến 100% khả năng. Những đội tuyển như là Nhật Bản, Hàn Quốc luôn cần thứ bóng đá kiểu đó. Khi Nhật Bản đấu Việt Nam hay Hàn Quốc đấu Jordan thì họ không có nhiều động lực. Khát vọng của họ chỉ trỗi dậy trước các đối thủ khó khăn hơn. Khi kết quả trận đấu là điều mà chúng ta không làm chủ được. Khi chạm trán các đối thủ được coi là yếu, những đội tuyển lớn rất khó thua trận. Đó là lý do mà chúng ta cần phương pháp của huấn luyện viên, cần tạo được động lực cho cầu thủ trong những trận cầu như vậy. Từ chuyện ông Mourinho ở tuyển Nhật thì ông Philippe Jouzier dẫn dắt đến góc nhìn về tuyển Việt Nam. Ông cho biết, ngay cả ở Việt Nam thì vấn đề về lối chơi tập thể cũng chưa được nhìn nhận thấu đáo. Ở Việt Nam thì người ta tin rằng là khác biệt có thể được tạo ra thông qua những nỗ lực cá nhân. Khi đội bóng thua trận thì mọi người lập tức chỉ trích vì sao cá nhân này chơi tệ, cá nhân kia chơi tệ, huấn luyện viên chưa hay. Đương nhiên thì truyền thông và người hâm mộ không phải là một phần của bóng đá nên phản ứng của họ là điều không quá khó hiểu. Trong và ngoài đội bóng là hai thế giới hoàn toàn khác. Vì vậy mà rất khó cho truyền thông hiểu về tính tập thể và tính kỷ luật của đội bóng. Sự thật là rất khó để giới truyền thông chịu nhìn nhận đội tuyển trên khía cạnh tập thể. Những gì mà dư luận muốn luôn là các màn tỏa sáng của các cá nhân là cầu thủ đứng trên tập thể. Đây là sự khác biệt lớn về góc nhìn, cộng thêm ảnh hưởng ngày càng lớn từ mạng xã hội. Công việc của các huấn luyện viên như chúng tôi đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ông Philippe Jouzier chốt lại. Tiếp tục lại quay trở lại với trường hợp huấn luyện viên Park Seo thì như đã chuyển các bạn. Việc đội tuyển Hàn Quốc bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền đã tạo ra làn sóng phản đối ở xứ sở kim chi. Trong khi đó thì đối thủ của họ, tức là đội tuyển Thái Lan, lại vui mừng. Sau khi biết tin huấn luyện viên Park Seo trượt ghế nóng tuyển Hàn Quốc thì trang Thái Đát của Thái Lan đã đưa lên tiêu đề bài viết Voi chiến mỉm cười. Kết quả lựa chọn là ông Park Hang-seo không được bổ nhiệm. Sau khi nhìn thấy cái tên vị huấn luyện viên tạm quyền, cổ động viên Hàn Quốc đã kêu gọi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong Gi-u phải từ chức ngay. Họ không hài lòng vì Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc không thể tìm được người ưng ý thay cho ông Jurgen Klinsmann. Ông Hoàng Xuân Hồng là huấn luyện viên từng giúp bóng đá Hàn Quốc có huy chương vàng bóng đá nam ASEAN 19. Tuy nhiên thì phản ứng của người hâm mộ Hàn Quốc trên mạng xã hội cho thấy là ông không nhận được sự ủng hộ. Cổ động viên xứ sở kim chi cũng lo ngại là ông Hoàng Xuân Hồng không thể đảm nhiệm cùng lúc công việc dẫn dắt hai đội tuyển là đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23. Ngoài ra thì có nhiều ý kiến ủng hộ ông Park. So với ông Hoàng Xuân Hồng thì cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam có lợi thế lớn là quen thuộc khi đối đầu với Thái Lan trong những năm gần đây. Do đó mà ông hiểu hơn về đối thủ mà tuyển Hàn Quốc sắp đụng độ và phù hợp với vai trò tạm quyền. Tuy nhiên thì quyết định của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng đã đưa ra. Chuyển đến thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, mới đây tiểu huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã chia sẻ sau trận thua đáng thất vọng của Thể Công Viettel trước Quảng Nam ở vòng 11 V-League. Cụ thể là ngày hôm qua thì Thể Công Viettel nhận thất bại trước chủ nhà Quảng Nam tại trận cầu diễn ra vào chiều tối ngày hôm qua. Ở trận này thì đội bóng áo lính đã gây thất vọng tràn trề khi không thể ghi bàn thắng nào và để thua chung cuộc 0-2. Điều đáng nói, đây là trận thứ 5 liên tiếp Thể Công Viettel chưa biết mùi chiến thắng. Kết quả này khiến họ tiếp tục lại dậm chân tại vị trí thứ 12 trên 14 đội ở bảng xếp hạng với vỏn vẹn là 9 điểm sau 11 trận. Nếu cứ giữ phong độ như thế này thì đội bóng áo lính là hoàn toàn có khả năng nhọc nhằn để đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. Tại cuộc họp báo sau trận thì tân huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đức Thắng đã có những chia sẻ đáng chú ý về màn thể hiện thất vọng cùng mục tiêu trước mắt của Thể Công Viettel. Tôi nghĩ là cả hai đội đều chơi không hay nhưng Quảng Nam tận dụng tốt cơ hội hơn nên giành chiến thắng. Chúng tôi cũng có những cơ hội trong hiệp 1 nhưng tận dụng không thành công. Khi bị dẫn bàn thì cầu thủ của chúng tôi là hơi nôn nóng muốn tìm bàn gỡ. Do đó mà chúng tôi nhận bàn thua thứ hai. Đây là bàn thắng mà cầu thủ chủ nhà đã có nhiều khoảng trống và khai thác tốt. Ông mở đầu.
Tiếp đến, ông giải thích thêm về trận thua của đội nhà. Quảng Nam có 4 cầu thủ ngoại và họ đã tận dụng tốt cơ hội. Trong khi đó thì các ngoại binh của chúng tôi là chơi không hay nên tôi phải rút ra từ đầu hiệp 2. Phong độ của các cầu thủ không tốt, có trường hợp thì bị chấn thương khiến tinh thần cả đội đi xuống. Với chúng tôi thì tất cả các trận đấu còn lại ở mùa giải năm nay đều là chung kết và phải giành giật từng điểm một. Đó là nhiệm vụ mà thể công Viettel phải làm để cải thiện thành tích, đua chủ hạng. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên Đức Thắng còn tiết lộ là sẽ có 3 ngoại binh đến đội bóng áo lính để thử việc vào ngày hôm nay 28 tháng 2. Còn theo lịch thi đấu thì thể công Viettel sẽ có chuyến hành quân đến sân Lạch Tray của Hải Phòng làm khách ở vòng 12 vào ngày 2 tháng 3. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.